Trung thu năm nay đến sớm hơn với 36 em học sinh ở trường dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang. Ở đây, các em không nói, không nghe, không thể nhìn thấy thế giới xung quanh, nhưng ai cũng háo hức khi được tham gia trò chơi vui nhộn. Với mong muốn đem niềm vui, tiếng cười đến với trẻ em kém may mắn, Hội đồng đội tỉnh Hậu Giang phối hợp thành đoàn Vị Thanh, Ủy ban Nhân dân phường 4 tổ chức chương trình Trung thu cho em với chủ đề Long đen thắp sáng ước mơ. 36 phần quà, 15 suất học bổng trao tay các em có hoàn cảnh khó khăn. Dù còn hơn một tuần nữa mới đến ngày rước đèn phá cổ, nhưng sự quan tâm của màu áo xanh tình nguyện giúp những dân trăng khuyết có một mùa Trung thu trọn vẹn. Con với mấy bạn háo hức 6 giờ sáng giờ, con mong đợi và con được tặng quà với lồng đèn Trung thu thì con rất là vui và con sẽ gắng học giỏi đi, không phụ lòng cô. Trong dịp Tết Trung thu năm 2023 thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh đã ngay từ đầu ban hành kế hoạch chỉ đạo Hội đồng đội các huyện thị xã thành phố, Ban Thường vụ các huyện thị thành đoàn tăng cường công tác vận động xã hội hóa các cái nguồn để chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, với mong muốn là hỗ trợ động viên cho các em có được một Tết Trung thu vui tươi, an toàn và bổ ích, để các em có thể là học tập thật tốt, rèn luyện thật chăm, trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt và cháu ngoan Bác Hồ. 10 tuổi nhưng em Ngô Tấn Thọ vẫn như một đứa trẻ. Con trai bị bại não khi vừa lọt lòng nên mọi sinh hoạt hàng ngày một tay chị Liên lo liệu. Nhà thuộc diện hộ cận nghèo, một mình chồng chị gồng gánh trong ngoài dung dáng gia đình và lo cho con trai lớn đến trường. Sự quan tâm của các cấp bộ đoàn phần nào mang lại niềm vui, xoa dịu nỗi đau bệnh tật và khích lệ tinh thần để gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Mình mừng lắm, tại vì có giúp được cho mấy cháu này là có tiền đi học này kia, có cái gì khi mình cho mấy đứa nó có sữa đủ, nó thiệt mừng lắm luôn. Giờ thì cũng còn nhỏ, còn nó đi học thì nói chung thì mình cũng cố gắng cho nó đi học. Để trẻ em có mùa Trung thu trọn vẹn, năm nay thành đoàn Vị Thanh tổ chức chuỗi 5 hoạt động ý nghĩa. Nổi bật là tổ chức Trung thu với chủ đề Long đen thắp sáng ước mơ tại nhà trẻ mồ côi Qua Mai và trường dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang. Tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là con của tiểu thương tại chợ đêm Vị Thanh, trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số xã Quả Lựu và 200 trẻ em nghèo của thành phố. Qua đây tặng gần 500 phần quà với tổng giá trị hơn 160 triệu đồng. Những món quà tuy không thật lớn về vật chất nhưng lại vô giá về tinh thần, là niềm động viên, an ủi lớn giúp các em quên đi thiệt thòi của bản thân và thêm yêu cuộc sống. Trung thu là một cái Tết mà được tất cả các em nhỏ rất là mong chờ. Do đó thì thành đoàn cũng hiểu được và cũng tổ chức rất là nhiều các hoạt động mong muốn là tạo cho các em một cái mùa Trung thu thật vui tươi, ấm áp. Thì thông qua các phần quà cũng như là các trò chơi, các hoạt động thì sẽ góp phần tạo nên cái động lực để các em có cái thêm cái động lực để có thể phát triển và trở thành cái người có ích cho xã hội. Không khí Trung thu đang đến khắp mọi nhà, những gương mặt hồn nhiên của các em thiếu nhi ánh lên niềm trăn trở, háo hức chờ đón ánh trăng rằm.